Xin chào mọi người, mình tên là Hương Quỳnh, năm nay mình 24 tuổi và mình đang là nhân viên văn phòng tại một tập đoàn đa ngành. Trước đây thì mình học trường Đại học Ngoại thương, thế nên là từ thời sinh viên đến bây giờ thì mình đã có một cái vốn tiếng Anh khá là ổn định rồi và mình khá tự tin với khả năng nghe nói đọc viết của mình. Và hiện tại thì cái môi trường làm việc của mình thì hầu như là mình nói tiếng Anh cả ngày bởi vì sếp mình là người nước ngoài nữa. Tuy nhiên thì có một vấn đề mà mình đang khá lăn tăn, đấy chính là trong quá trình giao tiếp, khi mà nói những câu quá dài hay là quá nhanh thì mình lại bị ấp úng bởi vì mình cứ phải vừa suy nghĩ vừa nói ấy. Mà tính mình thì muốn cái gì cũng phải hoàn hảo nên là mình đang rất là muốn cải thiện cái tình hình này. Và mình muốn rằng là khi mà mình nói ra thì nói như là một cái phản xạ tự nhiên vậy, và mình sẽ chỉ cần nói thôi, không cần suy nghĩ nữa. Và mình cũng đã thử tìm trên thị trường những cái quyển sách mà có thể giúp mình luyện tập phát âm, và mình đã tìm ra một quyển sách mà mình rất là ưng ý. Đấy chính là quyển sách Đánh Mì Chiến Ngữ. Ta-da! Nhìn bìa sách thôi các bạn thấy đáng yêu rồi đúng không ạ? Trên thị trường thì mình thấy có khá là nhiều quyển sách dạy phát âm, nhưng mà mình chưa thấy quyển sách nào có thể vừa cho mình những kiến thức chi tiết lại vừa hấp dẫn như quyển này cả. Và đặc biệt là học những cái quyển sách này thì bạn không chỉ được học không đâu, mà các bạn còn được có những video luyện nghe do người bản xứ nói cho các bạn nữa. Như các bạn có thể thấy thì những hình minh họa ở trong quyển sách này rất là dễ thương luôn, để cho các bạn có thể học mà không có một cái sự nhàm chán, mà các bạn hứng thú hơn rất là nhiều. Một trong những vấn đề mà dân công sở gặp phải đấy chính là đi làm 8 tiếng đồng hồ tại môi trường công sở thì não của mình đã căng như dây đàn rồi. Thế nên là việc mà các bạn nhồi một thứ gì đấy thêm vào đầu thì nó rất là khó khăn và khiến cho các bạn uể oải. Thế nên là mình rất biết ơn người nào đã viết ra quyển sách này và truyền tải những kiến thức không thể đáng yêu hơn. Bảo là mua sách về học, nhưng mà thật ra theo mình thấy thì mua sách này về vừa được giải trí lại vừa còn vừa được học nữa. Có phải là mình được một công đôi việc phải không nào? Mới học xong được một vài unit đầu thôi mà mình đã cảm thấy là khả năng phát âm của mình đã được cải thiện đáng kể rồi. Bởi vì khi mà các bạn học cái này thì các bạn sẽ được luyện tập phát âm từ âm này cho đến từ này, đến câu, và sau đấy là đến cả đoạn hội thoại nữa. Thế nên là các bạn sẽ học từng chút một để các bạn có thể hoàn thiện hơn. Với những trải nghiệm của bản thân thì mình chân thành khuyên những bạn mà đang cần tìm một quyển sách để học về phát âm thì hãy mua quyển sách này đi nhá.